cháu gái đây. Ngay cái phút đầu tiên là tự nguyên tôi là một phụ nữ mà tôi đã có một cái sao xuyến rồi. Cho nên là để cô nói với cháu là tình yêu nó giống như là khúc quanh lịch sử đó con. Khi mà con yêu đó, con đừng có bao giờ con lý tưởng là nó sẽ đến với con 100%. Cái gì mà con có thể chấp nhận được, còn những cái còn lại thì con cùng nhau để bàn bạc, để tiến đến những cái mà nó tốt đẹp hơn. Chứ không phải là con đòi hỏi là 100% hết thì không bao giờ nó có. Cái khuyết điểm đó hai đứa con có thể là trao đổi và khắc phục để đi đến. Chú Quyền Linh chào cô Hồng Vân và chào bạn gái bên kia. Con tên là Vũ Ngọc Đức Huy. Hiện tại con 27 tuổi. Con đang là nhân viên thiết kế đồ họa của công ty gốm sứ Minh Long. Con ở đâu? Dạ con ở quận Bình Thạnh. Quê con cũng ở Sài Gòn. Sài Gòn luôn. Rồi mình giới thiệu đi con. Dạ đầu tiên con chào cô Hồng Vân. Chào chú Quyền Linh. Dạ con tên là Nguyễn Hồng Ngọc. Chào bạn Huy. Dạ, con năm nay 27 tuổi luôn, cũng sinh năm 94. Hiện con đang là huấn luyện viên yoga và làm việc và sinh sống tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Ngọc, con nói một chút về ưu điểm và khuyết điểm của con đi. Dạ, ưu điểm của con chắc là dễ gần với hòa đồng. Về khuyết điểm thì có khi cái cảm xúc con cao quá thì con sẽ hơi nóng tính một tí xíu. Nhưng mà con sẽ tự biết con sai, con điều chỉnh lại. Con có điểm mạnh gì Huy? Dạ, điểm mạnh của con là được mấy anh chị trong công ty đa phần là nói là dễ gần, nói chuyện cũng dễ thương. Huy có mấy mối tình rồi? Dạ trước đây là con có 3 mối tình. Mối ngắn nhất là nhiêu, dài nhất là nhiêu? Cái mối tình đầu tiên của con là thời sinh viên, cũng quen nhau cũng được 2 năm. Rồi mối thứ hai mấy năm? Mối thứ hai là lúc mà con đi làm công ty đầu tiên á. Là cũng làm chung công ty. Nhưng mà do cái giai đoạn là tìm hiểu thì con cảm thấy không phù hợp là con chia tay. Mối thứ ba? Mối thứ ba là khoảng 2018. Mới chia tay hồi tháng 1, 2021 đây. Lý do chia tay? Bạn người yêu con cũ là bà ngoại của bạn ấy bị tai biến, mà nhà ở Quảng Ngãi. Nên là bạn muốn có ý định là sẽ về ở đó, về làm việc ở đó. Rồi chăm sóc cho bà ngoại bạn ấy luôn. Hai đứa cũng có bàn bạc rồi quyết định thì chia tay. Coi như là yêu xa mà. Rồi hiểu rồi. Được đó. Còn con nói đi, mình mấy mối tình rồi? Dạ thì con hơi nhiều mối tình xíu. Tính là được 6 mối tình. 6 nhưng mối mà tình. Tại vì mối tình gà bông hồi lúc đi học. Thì từ cấp 2 rồi cấp 3. Nói chung là vài tháng. Mối tình dài nhất là nhiêu? Dạ sâu đậm nhất chứ là mối tình mà hồi con học năm 2 đại học á, gần 6 năm. Rồi mối tình cuối cùng là chia tay bao lâu rồi? Dạ là mối tình đó luôn thì chia tay. Là mối tình đó luôn hả? Dạ đúng rồi. Hồi đầu năm 2020. Lý do chia tay? Dạ là phát hiện ra nhiều cái điểm không có hợp nhau, cái dần dần cái không? Tình cảm nó vơi cạn dần cái rồi hết. Bây giờ con mong muốn cái người bạn trai của mình sẽ phải như thế nào? Đầu tiên là phải chân thật, có thể là không truyền thống một tí xíu, để tại vì tính con cũng ham vui. Có nghĩa là đừng có bắt con phải là truyền thống đúng không? Dạ đúng. Cho con cởi mở lên chút, thoải mái chút xíu. Rồi chào cô Hồng Vân. Chào con. Dạ con thấy con có giống như là bạn miêu tả, bạn mong ước không? Dạ có. Con thì nói chung là kết hợp giữa truyền thống và hiện đại luôn. Bây giờ con mong bạn gái của con như thế nào? Con cũng không có cái tiêu chí gì cao về mẫu người yêu. Chỉ cần là cao từ 1m55 trở lên. Có công việc ổn định tại thành phố Hồ Chí Minh là được. Còn bạn đó thì con chỉ cần bạn đó là cũng vui vẻ, hòa đồng với con là được. Còn tại vì con cũng dễ gần. Con không thích điều gì ở bạn gái? Con không thích bạn gái không chân thành, lừa dối á. Kiểu là trong lúc tìm hiểu xong rồi lại có thêm một cái anh dự bị nữa. Con không thích điều đó. Không có muốn bắt cá hai ba tay đúng không? Dạ đúng rồi, con không thích điều đó. Thì con có tật xấu gì không Huy? Dạ có. Tật xấu là khi mà tranh luận với lại mọi người trong công ty, mà ví dụ như con không tranh luận lại với người ta thì thường là người ta cứ nói gì thì nói. Con thì cứ nhìn một cái hướng nào đó đó. Mà lúc đó là tại vì lúc đó con đang suy nghĩ để tìm cái phản biện lại. Tại vì sợ mà nếu mà tranh luận mà lấy một hồi nó sẽ đâm ra là cãi lộn á. Nên là con nhìn ta đó. Con không phải. Nó lơ đó, đó, đó là tập để con kìm lại cái tính cái tôi của mình lại á. Xong rồi nếu mà suy nghĩ ra được cái phản biện lại được á. Thì mình mới nói. Thì mình tranh luận với người ta. Còn nếu như mà mình cảm thấy mình sai thì mình nhận lỗi, mình xin lỗi. Có nghĩa là khi mà con không làm lợi người khác là con sẽ ngó lơ. Giống như là mặt mày, không có biểu cảm luôn, mặt như cái mặt bàn luôn. Mốt quá vợ mới nói, ủa nói chuyện tôi nhìn đâu vậy hả? Nhìn ngay mặt này nè. Nó không, anh đang nhìn chứ khác, tìm cách anh đối phó chứ. Dạ.
Tại vì ông qua đây ông coi bên đàn gái. Tôi coi đàn gái thế nào coi. Sao tôi muốn gây lộn với ông ghê luôn á. Gây lộn gì? Thiệt, ăn cho mập thay là không chịu di chuyển. Xích qua bên coi. Dạ, chào chú Nguyên Linh. Trời ơi, dạ. Xinh quá. Dạ, xinh gái quá vậy. Bây giờ là con không thích đàn ông ở điểm nào? Dạ là hay tính toán chi li quá. Với lại nói dối. Với lại nóng tính quá. Vũ phu con không thích. Có vũ phu không con? Dạ không. Hả? Có phản biện thôi. Đúng rồi. Ngồi ngơ ngác. Nghĩa là con nói chuyện đi xong rồi bắt đầu bạn cãi không lợi con cái bạn gì nè. Bạn không thèm dòm tới mặt con luôn. Là lúc ấy con sao, con phản ứng sao? Dạ thì bạn không nói thì con nói. Con nói đi, nói hoài nó cũng vậy. Ít nhất là có người lắng nghe mình. Bây giờ con đi với ai? Dạ đi với mẹ là gì của con. Có mẹ có gì? Dạ chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Dạ. Cũng như tất cả các gia đình của hai bé trong trường quay. Bé Huy nhìn theo gì thấy thì nhìn dễ gần, hiền. Nhưng mà có xen kẽ cái gì đó cũng còn hơi trẻ con. Qua tiếp xúc nãy giờ tuy là ngắn, nhưng thấy bé có cái gì đó là nó có cái định hướng tương lai, là có cái phấn đấu, chứ không phải là chịu mà đứng chân một chỗ. Thì dì thấy là chấm ở điểm này. Còn riêng về bé Huy thì dì cũng gửi gắm. Còn bé Ngọc thì nói chung là bé cũng có cái phần nào cũng như là Huy, là chắc là do cùng tuổi, là cũng khoái tranh luận lắm. Nếu như là mình quan điểm là đúng rồi là tranh luận tới cùng. Còn nếu như mà thấy sai rồi, lặng lẽ im lặng, tự điều chỉnh, tự sửa. Và cái người mà sống chung với bé mà thì khi bé mà lặng lặng im lặng là nghĩa là bé đã biết mình sai rồi thì đừng nói nữa. Dạ, dạ. Xin cảm ơn rồi. Chương trình. Rồi, cảm ơn gì? Huy đi với ai Huy? Dạ con đi với dì ruột của con. À dì ruột ha. Xin chào cô Hồng Vân và Huyền Linh và tất cả các quý vị ở trong khán đài. Nói về cháu gái đây, ngay cái phút đầu tiên là tự nguyên tôi là phụ nữ mà tôi đã có một cái sao xuyến rồi, cho nên là để cô nói với cháu là tình yêu nó giống như là khúc quanh lịch sử đó con. Khi mà con yêu đó, con đừng có bao giờ con lý tưởng là nó sẽ đến với con 100%. Cái gì mà con có thể chấp nhận được, còn những cái còn lại thì con cùng nhau để bàn bạc, để tiến đến những cái mà nó tốt đẹp hơn. Chứ không phải là con đòi hỏi là 100% hết thì không bao giờ nó có. Cái khuyết điểm đó hai đứa con có thể là trao đổi và khắc phục để đi đến một cái mà tốt đẹp. Nhân diện đây cô nói thiệt, nếu mà có thành chắc cô cũng phải cảm ơn cô Hồng Vân với lại chú Huyền Linh. Dạ. Không biết lấy ơn gì để mà trả ơn. Anh ơi, dạ. Mở rào rồi, đi cho trẻ gì? Gặp nhau gì nôn quá kìa. Rồi mở gì rào. Gì hồi hộp quá rồi. Rồi thoải mái luôn Huy nha. Có cái bông hoa đây là anh ký họa anh vẽ. Còn này là gì? Này là gì? Cái đó là bên trong là có cái vòng tay với lại cái cuốn sổ notebook. Con lấy đeo vòng tay cho bạn. Đáng yêu. Có thể là cùng ý tưởng thì nãy mình có nghe là bạn sẽ hay nhìn về một chỗ. Khi bạn nhìn được một chỗ mình tranh luận á, mình có cuốn sổ để bạn viết vào và mình sẽ đọc thay vì mình tranh luận với nhau. Anh cảm ơn em. Ở trên đầu mình có, tại vì á mình giờ còn có mẹ với mình thôi, nên là mình mong là thân tặng người thương khi cả thế giới tối sầm lại, em không tìm ai mong tìm anh lớp du lớp du. Xúc động không Huy? Xúc động không? Có. Bây giờ là Huy có gì biểu diễn tặng bạn nữ đầu tiên gặp mặt hay nào? Dạ tại hồi nãy con cũng chưa có nói hết điểm mạnh, điểm yếu. Thế mạnh của Huy là gì nè? Dạ thế mạnh của con là con hát, vẽ nãy con vẽ cũng có vẽ cho bạn rồi. Với lại hồi trước con cũng có nhảy hip hop. Hip hop luôn hả? Dạ, làm hip-hop. Cái hip hop trước coi cho nó không khí coi nào. Dạ. Âm nhạc. With the
Được ha. Hai. Đó. Dạ. Mình sao Ngọc? Có vẻ là bạn cũng hơi run. Hơi run. Con thì chắc cũng tặng bạn bài hát. Vậy nếu bạn có sở thích hát vậy bạn biết bài này là Em Gì Ơi không ạ? À biết. Em Gì Ơi hả? Này dạ. Này là Em Gì Ơi mình hả? Hát, mình hát dạ. Khúc câu đầu, mình hát tiếp ha. Dạ. Ừ, rồi hai đứa đứng lên hát con. Cho nó thoải mái, Huy đứng lên luôn. Run không? Có, cũng hơi run. À, này này là anh gì ơi, anh gì ơi, anh gì ơi. Ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Hận lòng này em chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có chồng. Việc gì phải vớt buồn đau riêng mình ta Cuộc đời nó muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa. Cuộc đời này thật là vui biết bao. Trời xanh núi cao mây ngàn sao. Muôn ngàn sao. Hai bạn ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu trò chuyện nào. Lần đầu tiên anh gặp em vậy, anh có cảm nhận gì không? Cảm nhận thì em cũng là một cô gái gọi là cũng hiện đại, cá tính phù hợp với lại anh. Tim nó cũng có một chút xao xuyến. Cảm ơn anh. Thì lần đầu tiên gặp thì em thấy là anh là hiền, dễ thương. Thì đúng với tiêu chí mà em mong muốn là tìm một người có thiện cảm với lại cười hiền thì đây là anh có. Thì nếu mà khi mà lập gia đình á thì là em có thích làm dâu không? À, thật sự là bây giờ nhà em chỉ còn em với mẹ thôi. Thì em làm dâu thì em cũng không có ngại. Nhưng mà em muốn ví dụ như mình xem mình như mình có thêm một căn nhà hơn là việc làm dâu hay là việc ở rể. Nhà anh sao? Cũng dễ, không có khó đâu. Yeah. Anh ngoài công việc công ty anh có làm thêm buổi tối ở nhà, làm ba job. Ôi làm ba job luôn Linh ơi. Dạ làm cày sau này cưới vợ. Mục tiêu của con là 29 đó, mà con đủ là cưới. 29 cưới hả? Dạ. Nó hai mấy rồi? Dạ, 27 rồi, 2 năm nữa. 2 năm nữa rồi hả? Cũng được. Dạ. Nó muốn cưới 28 được không? Dạ được. Nhưng mà cái đó cũng tùy thuộc vào ở con thôi. Có mà làm cho bạn tin tưởng hoặc là bạn đúng như là có một cái bờ vai che chở cho bạn được đó. À, thì là do bản lĩnh của con đúng không? Dạ đúng rồi. Thì là cái chuyện nó sớm hay muộn thì là nằm ở con thôi. Dạ. Mà như là em là giáo viên yoga. À, huấn luyện viên yoga. À, huấn luyện viên yoga luôn hả? Dạ. Và ừ. Em cũng làm nhiều việc thêm khác giống tập như cho anh. Bạn trai yoga chút xíu cho người thẳng thớm mà lên coi. Đâu tập vô thử thế coi được không? Nào, đứng lên coi. Đúng rồi đó con. Tại vì á, bạn mà làm cái nghề đó là yoga là tốt lắm á con. Em tập yoga xong mà giải phóng cơ thể cho bạn trai thử coi nào. Đứng sát bên coi Quy. Mỗi sáng á, mình cái bộ đồ này hơi khó. Chắp tay, dạ khóa hai tay luôn. À không, cứ đứng thẳng đi, thẳng hai tay áp sát mang tay luôn. Dạ rồi, mình ở đây mình bị cong nè. Mình chỉ cố gắng khi nào mình thẳng được á, mình mở được vai là hết cái phần này liền. Cái này chắc con về con kèm thêm. Thẳng về hoài được rồi, đứng về hoài luôn đi. Đứng từ đây tới tối luôn đi. Không. Xích mỏi lại. Hả? Mỏi tay. Dạ. Thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng. Thả lỏng đi. Tay xuống đi, tay xuống đi, tay xuống đi, không sao. Chứ Quyền lên chọc bạn. Bây giờ hãy nắm tay bạn gái, nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Cảm xúc mình bây giờ như thế nào? Nói cho bạn gái biết. Nói thiệt là từ lúc tới giờ thì anh cũng có chút cảm xúc gì đó với em. Và anh cũng mong là mình có được một cái câu chuyện đẹp về tình yêu của mình á. Tại vì thật ra anh thích bạn gái của mình á, mặc váy cưới màu trắng. Thì cái thứ đó, trong lòng cái cảm giác đấy nó hạnh phúc làm sao á. Nói chung là cũng khó tả. Rồi, về vị trí, được rồi đó. Dạ, cảm ơn ạ. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Tim mình dạ. Sao rồi? Thì nó cũng cũng đập loạn xạ. Rồi để tay nút bấm đi. Còn cô gái hãy suy nghĩ để xem đây có phải nửa manh ghép của mình hay không. Nếu như mình cảm giác là đây là đúng đối tượng của mình thì đừng ngần ngại bấm ngay cái nút đó. Rồi đó bấm hết rồi, hai đứa tự bấm hết trơn luôn rồi. Hỏi đến luôn. Quy nó bấm trước xong rồi nó hết hồn, nó thấy bên kia chưa bấm nó rút ra. Rút ra xong cái là Ngọc bấm cái bật một cái rồi Quy bên kia bấm cái bật một cái. Quy sợ là bị sai gọi là gì, sai thể lệ đó con. Yeah. Còn hai bạn là... đang tìm nút cái con nhấn luôn. Rồi, bây giờ chính thức
à, mình đã hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau đi nào. Huy nè, xin phép gì ha? À, xin phép mẹ của bạn gái và hứa với mẹ bạn gái với dì của mình làm cái điều gì đó, nói đi. Dạ, cho con xin phép hai bác cho con được hôn nhẹ. Hôn gì chưa, có gì hôn rồi. Con xin phép hai bác lại dì cho con được chính thức hẹn hò với lại Ngọc. Với lại Ngọc. Con thì cũng không dám hứa gì quá cao hết á. Thì chỉ là có thể là làm cho bạn nữ không có thể bị chịu thiệt thòi. Tại vì con sợ không làm không được á. Không có chịu trách nhiệm nữa đó. Nên là tới đâu hay tới đó. Những gì tốt nhất có thể trong khả năng của con đúng không? Dạ. Hứa tới đâu hay tới đó đó. Rồi đó, giờ xin phép hôn đi con. Dạ, con xin phép dì với lại hai bác cho con hôn nhẹ. Và quý vị khán giả, em tên là Lê Phú Nhật Đan, em đến từ Bạc Liêu và năm nay em 28 tuổi, hiện tại em là nhân viên văn phòng. Từ Bạc Liêu lên đây tham gia chương trình ha em? À, dạ anh Nguyên Linh. Rồi, mời bạn trai. Rất vui hôm nay được gặp mọi người đây nhỉ. Đầu tiên em xin chào MC anh Quỳnh Ninh, em chào chị Cát Tường và chào toàn thể quý vị khán giả ở đây, một lời chào trân trọng nhất. Em tên là Phạm Văn Ngời, em đến từ Hải Dương, em đang làm ở một nhà máy ở Long An. Cô nghe của em là kỹ sư về chất lượng, tức là em là về bên chất lượng, tức là anh nào vào công ty nào nó cũng phải có một cái bộ phận chất lượng, bộ phận sản xuất và bộ phận chất lượng. Bộ phận chất lượng là mình sẽ đảm nhiệm về cái chất lượng của hàng hóa. Thì hiện tại em đang làm cho các công ty là khi mà khách hàng, ví dụ như tôi, anh phải làm cho tôi cái sản phẩm như này theo cái yêu cầu chất lượng như này, thì em sẽ có trách nhiệm là từ cái tiếp cận những cái ý kiến của khách hàng thì em sẽ bắt đầu đưa về công ty và em sẽ theo sát cho công ty có đáp ứng được như vậy không. Và khi khách hàng đến hỏi là cái hàng có đáp ứng hay không thì khách hàng sẽ kêu em ra đầu tiên. À, từ Long An, Bạc Liêu. Bạc Liêu. Vâng. Em có đi Bạc Liêu lần nào chưa? Em chưa được đi Bạc Liêu nhưng em đi Cần Thơ mấy lần này. Rồi, cái địa vị trí địa lý của hai bạn cũng khá xa nhau. Dạ. Đối với em cái đó không là vấn đề gì cả. Bởi vì nhà em quê Hải Dương nhưng mà em đi Hải Dương rất nhiều, thậm chí em đi cả vòng quanh Đông Nam Á luôn. Và nếu mà tình yêu ấy thì xa như vậy chứ xa nữa đối với em không là cái gì cả. Rồi, yêu nhau là ok. Yêu nhau là cũng có xa ha. Dạ vâng. Rồi. Em điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là nấu ăn, làm bánh, có thể chăm sóc tốt được cho người khác. Còn nhược điểm của em là em hát tương đối dở, hơi run trước mọi người ạ. Giờ đang run đúng không? Dạ. Rồi, thở sâu không sao cả ha. Dạ. Rồi bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em rất là chân thành. Khi em nói chuyện gì ra là cái đảm bảo cái chân thành của em rất là cao. Em rất là công bằng khi mà em đưa ra một cái ý kiến, nhưng nếu mà có một bạn nào đưa ra cái ý kiến mà em cảm giác em suy xét lại cái đó hay hơn, em sẽ chấp nhận, chứ không bao giờ mình lấy cái ý kiến của mình là phải là nhất. Anh vào miền Nam này lâu chưa? Em vào miền Nam là phải tính là đến gần 20 năm rồi. 20 năm. Dạ anh vâng. Có thích người miền Tây không? Em cực kỳ là thích người miền Tây luôn á. À, tình trường mình như thế nào em? À, dạ, em có một mối tình là thời sinh viên và tụi em đã chia tay cách đây khoảng 2 năm rồi. Sau này thì em có quen, đó là qua may mối, chưa được một tháng nhưng mà ảnh đòi là cưới liền. Nhưng mà em thấy cái đó là tìm hiểu chưa chín chắn nên tụi em đã dừng lại và coi nhau như anh em với nhau ạ. À. Rồi bây giờ nếu mà được thì chừng nào em muốn chừng nào mới đám cưới? À, cái đó là còn phải do hai người là có thể có thật sự để hiểu với nhau và đi đến hôn nhân rồi không? Còn bạn trai, tình trường bạn thế nào? Em chưa có mối tình nào cả. Qua cái yêu gì luôn? Em chưa có một tình yêu. Nhưng mà giờ yêu được không? Cái đó là cực kỳ luôn đấy, bởi vì em lên lịch nhiều lắm mà em chưa gặp được cái tình yêu từ hai chiều á. Thế nhô, rồi xem nói lẹ dữ vậy em? Em phải nói là em sợ là chương trình không đủ cái thời gian cho em nói ấy, bởi vì em rất là nhiều thứ. Bình thường ở ngoài đời có nói chuyện nhiều vậy không? Em nói chuyện rất là nhiều. Em nói chuyện nhanh vậy luôn á hả? Vâng, em nói được như vậy. Rồi, bây giờ em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Cái bạn gái đấy chỉ cần gọi là đối nhân xử thế hợp lý, là tức là mọi người không có phải là chê trách của giống như anh Quỳnh Linh hay giống như chị ấy, tức là mình biết đối nhân xử thế, tức là trong những cái ở bất cứ chỗ nào cũng vậy, mình luôn làm cho mọi người hài lòng vui, không ai chê trách mình, đó là bây giờ mình trả lời phỏng vấn yes no question thôi nha, cho nó lẹ nha. Yes. Có làm dâu không? Không, nhà em không, bởi vì là mẹ em ở ngoài Bắc mà em thì tính lập nghiệp trong miền Nam. Không cần giải thích, chỉ cứ yes no được thôi. Sorry, I forgot about that. À, lấy nhau về kinh tế gia đình ai quản lý? Cái này thì em tôn trọng cái là phụ nữ của Á Đông của mình, tức là người phụ nữ sẽ là cái không vấn đề. Cần giải thích, chỉ vợ với chồng được rồi. Sorry. Ngoại hình có yêu cầu chiều cao, vóc dáng, gương mặt?
Dạ, chiều cao thì em rất mong muốn là cái bạn gái của em được từ 1m50 đến 1m60. Tóc dài hay tóc ngắn? Ngày xưa hồi nhỏ thì em rất là thích các bạn tóc dài. Nhưng sau này em thấy mà tóc ngắn hiện đại thì cũng rất là ok. Tức là biết sao mà em nhìn thấy em rung động, em thích là giờ okay. Mà em thích tóc dài cũng được không? À vâng. Đó, ít thật vâng. Ừ, rất ít dài. Tóc ngắn không à? Ít tóc được không? Yes or no thôi. Yes. Yes, rồi được. Anh xem đàn gái thế nào nha. Dạ, em cảm ơn. Chào em gái. Dạ, em chào anh Nguyên Linh. Nãy giờ nói chuyện em có cảm nhận được như thế nào không? Dạ, em thấy ảnh có vẻ là người vui vẻ. Như con cái anh nghi ngờ là 37 tuổi vẫn chưa có người yêu lần nào hết. Từ em cảm nhận nha. Dạ. Em ghét gì, tính gì ở người đàn ông? Ích kỷ, không quan tâm tới mọi người, xem cái tôi của mình là lớn. Anh này có thể làm được điều đó? Dạ. Về ngoại hình á? Ngoại hình á thì em không quan trọng, cần là nhìn được là được. Quan trọng gì tóc tai không? Dạ không đó anh. Tại vì em nghĩ tóc tai là mình cũng không muốn đâu. Có khi ít tóc mình cũng đâu có muốn là mình ít tóc. Đúng rồi. Dạ. Vậy được, anh này nói chung là anh thấy ổn đó. Dạ. Hôm nay mình đi với ai em gái? Dạ hôm nay em đi với mẹ, anh trai, em gái và cháu của em ạ. Chào cô Quốc Tường, chào chú Quyền Linh. Dạ. Chào cháu trai hôm nay, chào quý vị khán giả. Tôi là mẹ của bé Đan. Tôi có mấy lời thấy cháu trai bên đây thì cũng chững chạc. Cô cũng là muốn hỏi cháu là cháu có ngại gì vì cháu là người miền Bắc mà cháu nhà cô thì người miền Nam. Thì thưa với cô là con không có phân biệt ở đâu cả. Mà thậm chí là con còn dành tình cảm cho người miền Nam, người miền Tây là nhiều hơn ngoài con. Bởi vì con đã xác định con lập nghiệp trong đây rồi. Hiện tại là con cũng có bên gia đình, con có cả cha nuôi là người Bến Tre. Rồi các anh chị cũng là người Bến Tre rất là đông. Và bạn bè con là ở Long An và ở Cần Thơ rất là nhiều. Cùng từ hồi học đại học đến giờ mà thậm chí là con về miền Tây còn nhiều hơn là con về ngoài Bắc nữa. Rồi, coi như không vấn đề gì hết cô. Vậy thôi, vậy thì con hai đứa cho nhau cơ hội để tìm hiểu rồi sớm tiến tới hôn nhân. Bị gì cháu nhà cô thì nó cũng ế lâu quá rồi, muốn mong cho được sớm xóa ế. Vậy cảm ơn chương trình. Cảm ơn cô. Thôi cho em gặp bên đàn trai đi. Tôi xin trân trọng giới thiệu, tôi là cha nuôi của bạn trai. Cha thấy là cái mối duyên này dường như là ok. Cha cũng mong con và cháu muốn hẹn hò thì cứ tìm hiểu để rồi đi đến cái cuộc hôn nhân. Cảm ơn chú nhiều. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Dạ vâng. Mở lên là hát liền luôn. Vâng. Anh có này xin tặng. Từ khi em đến, mây bông xanh quanh đời tôi, mùa hoa tím tím cũng theo em trên bờ vai, mắt thu em hiền, hoa mộng xưa bỏ đi năm nào, nay về đây cười bên hiên vắng. Ha ha. Giấc mơ vẫn quay đều, giấc mơ giữa mây trời. Ha ha. Xin gửi đấy một trái tim chân thành đây à. Lấy cảm tình liền thấy không? Thôi tưởng đâu giọng hát đang cường như không? Lady first, anh muốn nhường em nói trước, em cảm nhận nào về anh? Em thấy anh là một người vui vẻ, có thể tạo được tiếng cười cho mọi người, chín chắn à? Anh rất là chững chạc luôn chứ. Anh hình dung em là nói chung là nó không giống như ở trong cái đầu của anh đâu. Là một cái cô gái anh gặp như nào đây là xinh đẹp. Nhưng mà không ngờ hôm nay lại gặp ở đây để thấy còn xinh đẹp hơn nữa. Thì rất là bất ngờ. Dạ, em cảm ơn anh. Rất là bất ngờ. Và anh hôm nay cũng rất là vui, rất là cảm nhận được từ phía gia đình nhà mình như cô vừa lại chia sẻ đấy. Không có phân biệt gì vùng miền cả. Anh rất là chân thành rồi. Bây giờ là chỉ có do em thôi. Và anh thì anh dám đảm bảo một cái là cái con tim của anh nói câu nào là thật câu đó. Và nếu mà em có thời gian thì em có thể xem về cái CV ở gia đình nhà anh. Thì từ gia đình, từ bố anh, sinh anh rồi đến cha nuôi anh, độc người tốt không à? Không có hai sự ấy rồi. Được mọi người rất là yêu quý. Mình có ngại rồi yêu xa không anh? Mỗi một người đều có một cái công việc cố định của người đó. Thì là cái thời gian gặp rất là ít. Anh cho em một cái cụ thể luôn. Tức là bây giờ nếu mà mình quen nhau mà em cảm thấy chấp nhận đấy là em chấp nhận. Còn anh chấp nhận rồi đó. Thì nếu mà được ấy, thì là một tháng anh thăm em là anh sẽ đi là ok ngay. Có nghĩa là tóm lại là bây giờ trong lúc yêu nhau là một tháng thăm một lần. Ít quá vậy. Bởi vì là đang nói hơi xa tí thì chắc là bạn cũng không muốn em mà đi nhiều quá thì ảnh hưởng sức khỏe của em. Chắc là em nghĩ là bạn cũng không muốn như vậy à. Sao em muốn một tháng mấy lần?
đầu thì em nghĩ là chưa tìm hiểu nhiều thì một tháng một lần, nhưng mà em nghĩ là khi mà tìm hiểu thì dĩ nhiên là muốn tìm được hiểu nhiều. Tháng mình có thể gặp nhau được bao nhiêu lần à? Cái này chắc anh cũng lại phải cho em quyết định luôn đấy. Yêu nhau mấy núi cũng leo mà, đâu có ngại gì đâu. Em mời anh xuống mà thời gian nhiều quá thì có ảnh hưởng tới công việc của anh không ạ? Cái này anh sẽ phải sắp xếp là hợp lý. Một lần được không? Được, xong mình cố gắng để đi trong vòng 2-3 tháng là bắt cưới luôn. Kêu hai đúng bên rồi. Đấy, em chia sẻ một chút là em thích anh chuyển về đó làm hay là anh làm ở đây, chứ còn anh cũng không thích anh làm đây mà vợ anh ở xa anh cũng không thích à, bởi vì tính này là anh cái tuổi thì nó cũng không còn nhỏ thì nói anh với vợ đâu chồng vâng, đó từng giờ từng phút một mình phải dành cho nhau chứ không phải là vợ chỗ này chỗ kia này. Nó nhanh lắm, bây giờ chẳng mấy mà lại giống bây mình việc của anh, giống anh là sao, anh lớn tuổi quá rồi. Lớn tuổi là sao? Bởi vì em nhớ cái hồi chia sẻ là hồi mà anh đóng những cái bộ phim ví dụ như là cái bộ phim Đồng Tiền Sương Máu này hay là những đèo đường Phú Sa hồi đó đẹp trai lắm, đẹp trai. Sau đợt mà Lý Hùng hay là Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh là em thần tượng đến anh Quyền Ninh. Đấy, giờ đến bây giờ rồi. Thì em cũng không thần tượng lắm. Giờ là già xấu rồi hả? Giờ thấy cũng kỳ kỳ á. Trời ơi, vậy là nói anh đã qua thời rồi đó hả? Cái hồi mà em đang học đại học năm nhất, năm hai rồi, cấp 3 đấy, em cũng lấy hình của em ra em so, em thấy em cũng rất là ok. Hồi đấy nó không giống như bây giờ. Nhưng mà tại còn không? Mà tại sao anh Quyền Ninh thì anh hên, anh cũng rất là khổ, nhưng mà anh vẫn hên được vào sân khấu rồi anh nổi tiếng vậy. Còn mình không nổi tiếng được, nhiều lúc em cũng buồn lắm chứ, em cũng theo. Rồi, giờ quay lại chuyện này nè, quen chừng một vài tháng thôi, phải cưới lẹ chứ còn đi kiểu đó là cũng mệt. Cưới sớm được không? Em với anh lấy nhau mà em chuyển công tác về bên anh thì lúc đó sẽ như thế nào ạ? À? Thế thì cực kỳ tốt luôn chứ. Mà anh luôn luôn là để cho em chọn, thích là ở Bình Dương em làm, hay thích Sài Gòn, hay là em thích ở Long An. Còn ví dụ như mà nếu mà khi mà đã yêu nhau, lấy nhau rồi thì em bảo bây giờ em thích ở Bạc Liêu ấy, mà thì anh cũng sẽ cố gắng anh tìm cái công việc của anh xem có cái gì đó phù hợp không. Ví dụ có thể anh về đó, anh kiếm một cái công ty gì mà nó giống giống công việc của anh, hay là có thể là đi dạy tiếng Anh mà kiếm được tiền để đủ cho gia đình. Mà anh thấy thì ok thì anh vẫn cứ ok chứ. Cái đấy là... Tuyệt vời rồi gì nữa. Mình, từ khi mà lúc mà màn đến bây giờ anh cảm nhận ấy, em là trong trái tim anh rồi đấy. Anh hy vọng có một ngày nào đẹp trời ấy, thì có một cái tin nhắn gì đấy thì em có thể nói với anh là mình cưới được chưa thì ok, là anh chỉ cần đợi ngày đó thôi. Nãy giờ nói kịp hết chưa? Nói kịp hết những ý chuẩn bị chưa? Em chắc cũng được 40% rồi. Rồi chút xíu xuống dưới nói thêm 60% nữa nha. Vâng. Suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận xem đây có phải là người mình đang chờ đợi, đang tìm kiếm hay không? 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Nắm tay nhau luôn. Con xin phép bác, xin phép gia đình nhà mình luôn. Hôn em một cái. Tự giác không cần nhắc nhở. Làm liền vậy đó đúng vậy không? Mới được chứ. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng đến từ Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc là Biên Hòa từ hệ thống của cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc TV Akino 40 inch có chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất trị giá 5.950.000 đồng nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, cố gắng nha, tìm hiểu thật tốt nha. Cảm ơn anh Quyền Linh rất nhiều. Vâng, nhưng mà có chị hôm nay nói chị hỏi em ít đấy, chắc là hình như chị không khoái gì mình.